Kính thưa quý vị, từ lúc đầu tới giờ chắc chắn là quý vị sẽ cảm nhận một điều rằng những cái bài mà tôi đưa ra nó không đủ tính chất gọi là sáng tạo. Nó tất cả đánh theo những cái chiêu thức để mà ra. Thì đây, bắt đầu từ cái bài số 9 này đến bài số 12 của cái đĩa thứ hai này, chắc chắn nó sẽ làm các bạn hài lòng. Ngoài cái việc là kỹ thuật, những cái bài tập này đòi hỏi quý vị phải có một cái sự sáng tạo, và các bạn càng sáng tạo chừng nào thì cái ảnh của bạn ra nó càng đẹp chừng đó. Và nhiệm vụ của tôi là tôi chỉ hướng dẫn các bạn về kỹ thuật và tôi sẽ mách con đường cho các bạn đi, còn lại các bạn đi như thế nào đó là việc của các bạn. Rồi nào, bây giờ chúng ta bắt tay vào cái việc đầu tiên. Một trong những vấn đề mà các bạn thường hay gặp khi mà phục chế ảnh đó là ảnh bị chầy xước hoặc là nó bị bụi, bị rách mất, bị mối mọt ăn. Đây là bài đầu tiên về chầy xước. Trường hợp này thì bạn thấy như thế này, nó bị chầy như thế này thì theo đánh giá của chúng tôi cũng như là những người mà làm ảnh phục chế chuyên nghiệp thì đây là cái bài sòn, có nghĩa là bài rất là đơn giản, không có gì khó cả. Tiến hơn một bước nữa thì đây là cái bài này. Bài này thì khó hơn tí chứ cũng chưa thể làm khó được. Và từ từ các bạn sẽ thấy rằng cấp độ, cái level của bạn từ sẽ được nâng lên với những cái bài tập mà nó đòi hỏi là chúng ta phải vừa thao tác phải khéo léo, động não và đồng thời phải kết hợp nhuần nhuyễn các kỹ thuật. Bây giờ chúng ta tạm thời tắt cái hình này. Bây giờ tắt luôn cái hình gốc này, chúng ta nhiệm vụ phải làm sao cho cái ảnh này nó trở nên đẹp như thế này thì mới gọi là chúng ta biết cách phục chế ảnh. Chúng ta phóng to ảnh lên. Đối với những cái bài như thế này thì chúng ta không phải dùng đao to búa lớn. Ngày trước khi mà Photoshop 7.8 chấm 9 chấm chưa ra đời, chúng ta sử dụng những Photoshop cũ thì đa số các dân mà phục chế ảnh người ta sử dụng công cụ duy nhất đó là Lone Stamp, là cái đóng dấu này đây. Nhưng bây giờ với những cái công cụ tiên tiến được bổ sung vào Photoshop thì công việc chúng ta cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Đối với công việc này thì các bạn sẽ sử dụng cái công cụ hiệu quả nhất đó là Brush. Ta chọn công cụ này. Cách thực hiện đơn giản như sau. Có lẽ những cái bài đầu tôi đã nói nhưng các bạn chưa để ý. Bây giờ chúng ta sẽ làm như sau, tôi sẽ nói kỹ hơn về công cụ này. Đầu tiên chúng ta sẽ khoanh vào cái vùng ảnh mà nó bị lỗi. Các bạn khoanh vào đây, các bạn đặt con chuột vào bên trong cái vùng này và bạn giữ luôn, bạn kéo ra cái vùng mà không bị, bạn buông ra. Thì như vậy là cái vùng ảnh ta đã được phục chế xong. Bây giờ chúng ta tương tự, chúng ta sẽ làm cho những cái vùng còn lại như thế này. Và lưu ý là khi các bạn kéo thì có một cái bí quyết, không phải bạn kéo tùm lum được mà các bạn phải kéo theo cái phương song song với cái hình. Hạn như cái hình này nó nằm xéo thế này thì cái vùng ảnh này chúng ta phải kéo song song như thế này, chứ bạn không thể kéo xuống vậy, cái này không thể gọi là song song mà gọi là song song ngang như thế này đây đó, thì nó mới giữ được cái góc độ. Còn nếu trường hợp chúng ta khi chúng ta vẽ chúng ta thấy rằng nó bị báo là no bezel thì nghĩa là chúng ta chọn vội vàng quá, nó không tạo thành một mặt phẳng được, là những ok chúng ta bỏ mà thôi. Tương tự như thế các bạn sẽ khoanh vùng cái này, kéo, khoanh vùng, kéo, cứ điệp khúc khoanh vùng, kéo. Và tương tự ta cũng sẽ khoanh vùng và chúng ta kéo. Bạn phải bình tĩnh làm, trong trường hợp này bạn không thể nào có cách nào nhanh hơn cách này được, thưa quý vị. Bây giờ trong trường hợp cái kiến này cũng thế, chúng ta sẽ để vào bên trong đây, chúng ta sẽ khoanh cái vùng này và chúng ta kéo ra. Nhưng đặc biệt đối với những cái vùng ảnh mà nó nằm gần sát cái biên, như hạn như trường hợp này chúng ta thấy nó sát như thế này đây, thì các bạn không thể khoanh vùng kéo được. Như trường hợp này chúng ta phải dùng với công cụ Lone Stamp. Công cụ Lone Stamp sẽ phát huy sức mạnh đối với những trường hợp mà nó nằm ở những cái cạnh sát biên như thế này. Chúng ta sẽ để cho cái thông số khoảng từ 30 đến 50%. Bạn nhấn nút Internet, nhấn nút Internet ta sẽ giữ và ta click vào cái vùng này, thì có nghĩa là ta chọn vùng ảnh này và ta thả ra. Chúng ta sẽ chấm vào đây, chúng ta click vào đây thì bạn thấy rằng cái dấu cộng là cái nơi mà vùng ảnh sẽ được lấy, còn cái vòng tròn là nơi được thay vào. Ta thấy rất là rõ ràng như thế. Chúng ta cứ chấm từ từ. Bạn sẽ hỏi rằng tại sao không để 100%? Bạn để thử đi, bạn sẽ thấy nó sẽ rất là giả tạo. Chúng ta làm từ từ thôi thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Và tương tự như thế, chúng ta thấy rằng cái bài này hơi bị mất một chút xíu,
chúng ta giữ internet, ta chấm vào đây. Phạm ta chấm vào đây. Rồi bây giờ tương tự như thế, chúng ta sẽ lên trên đây, chúng ta để vào chỗ này, ta chấm vào đây cho nó mất. Tương tự đây cũng vậy, ta click từ từ hoặc là ta kéo cũng được. Như vậy là cái vùng này đã được xử lý xong. Bây giờ chúng ta sẽ qua tới vùng bên đây. Bên đây có một khó xơi đấy bạn, nhưng mà không sao, chúng ta cũng sẽ làm cho nó xong thôi, không có vấn đề gì làm khó chúng ta được. Cũng là bastion, bạn hãy khoanh cho nó dưới này, đừng khoanh rộng ra quá nha. Chúng ta sẽ khoanh làm sao cho nó lấy hết toàn bộ. Rồi chúng ta sẽ kéo cho nó song song như thế này đây, thả vào đây. Mà sẽ thấy nó bị chỗ này, không sao, chúng ta sẽ biến cái chuyện lớn thành chuyện nhỏ và chuyện nhỏ hóa không. Có nghĩa là từ cái vết lớn ta cho nó bị lỗi còn nhỏ hơn. Bây giờ ta không tránh được những cái vết này, chúng ta sẽ cho nó như thế này thì chuyện nhỏ đã hóa, hóa không. Tương tự như thế. Những cái nào không quan trọng thì các bạn sẽ dùng công cụ là Helin Trust, và chúng ta sẽ chọn vào symbol thế này. Chúng ta sẽ giống hệt như clone stem nhưng mà nó có cái độ mờ rất là đẹp, nó chấm vào đây. Đó, nó sẽ lẹ hơn là clone stem và nó sẽ mỹ thuật hơn. Tương tự như thế. Chúng ta chấm những cái vết như thế này. Lần lượt các bạn sẽ chấm hết những cái vết như thế này. Những cái vết nào bạn lưu ý kỹ nè, nó là cái vết nhỏ, cái vòng tròn nhỏ, thì chúng ta sẽ dùng Helin Trust hoặc là chúng ta Clone Stem. Còn những cái vết nào dài thì chúng ta sẽ dùng là Bastion. Đó là hai cái bí quyết mà chúng ta cần phải nhớ. Và bài này tôi sẽ để dành thời gian nhiều để hướng dẫn kỹ cho các bạn, còn những bài sau thì tôi chỉ lướt qua, bởi vì đây là cái nền tảng, cái căn bản, nên tôi dành khá nhiều thời gian để tôi sẽ làm chi tiết từng tí một cho bạn thấy. Rồi trong trường hợp này thì nó lại hơi khác một chút xíu, chúng ta hãy chấm bên ngoài trước cái đã. Các bạn hãy chấm bên ngoài và hãy chấm cho nó đều hai chỗ này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái vùng này đây thưa các bạn. Vùng này thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ dùng bắt nhưng mà rất là khéo. Chúng ta phải chọn ngay cái rãnh này. Đây cái khoảng này đây. Chúng ta chọn từ từ, đừng nên chọn nhiều quá. Chúng ta thấy hai này nó cách có độ cách rời, chúng ta đã kéo vào đây thả ra. Đó bạn thấy nó mất rồi nha. Tương tự như thế chúng ta cũng sẽ xử lý tới khúc này. Ta kéo ra đây. Rồi ok rồi nhé các bạn. Chúng ta sẽ chia để trị, có nghĩa là chúng ta chia nhỏ ra là lấy tới đây thôi. Rồi. Và tương tự như vậy, chúng ta sẽ chia tới đây. Không ổn rồi, phải lấy ra bên ngoài một chút xíu cho nó khoanh đều hết. Chúng ta hãy nhìn, chịu khó nhìn vào bên trong cái vùng ảnh ta. Các bạn thấy là cái này nó đỏ thì mới được. Ta buông ra. Tới đây. Yên tâm đi các bạn, bạn thấy những chỗ này nó sẽ lỗi không sao cả, chúng ta sẽ xử lý sau. Rồi bây giờ tới cái răng này. À cái răng này là hơi căng đấy. Chúng ta cũng sẽ khoanh nó như thế này. Chúng ta sẽ tìm tới cái răng bên đây. Chúng ta để bên đây cho nó gần đây. Thả ra. Nó còn một số cái điểm lại còn lại thì không có vấn đề chi phức tạp. Cứ từ từ. Đấy. Ây chà, còn trên đây một chút xíu nữa. Bây giờ chúng ta sẽ dậm lại với các công cụ khác. Chẳng hạn như trong trường hợp này, chúng ta thấy rằng đây là không ổn rồi. Chúng ta sẽ dùng Long Stem để chúng ta dậm vào trong đây. Giữ Internet, click cho chỗ này.
Rồi, đấy, chúng ta chấm vào những chỗ như thế này thì lon stem lại phát huy hiệu quả tuyệt vời. Còn những cái vết kia bạn dùng lon stem là gách Việt đấy. Hai, những cái điểm này chúng ta sẽ dùng lon stem. Đây, chúng ta sẽ dùng lon stem. Và bên dưới này chúng ta cũng sẽ dùng lon stem. Các bạn thấy lon stem phát huy hiệu quả rất là tốt trong trường hợp như thế này. Các bạn thấy rằng có những chỗ này nó bị chập chờn này, không sao cả, chúng ta sẽ dùng lon stem để đẩy lại. Rồi những trường hợp này thì chúng ta sẽ dùng lon stem trong khúc này. Mà hãy cho nó bằng trước cái đã. Rồi chúng ta sẽ khoanh cái vùng này đây, chúng ta sẽ cho nó qua. Hãy cho cái phần đen đây để tạo ra cái giống như cái đường nét của cái cầm so với cái cổ. Rồi, trong trường hợp còn nhỏ như thế này, những cái vùng nhỏ như thế này thì các bạn sẽ dùng cho tôi công cụ là Helin Rust. Chúng ta sẽ chấm này bằng Helin Rust để mất tất cả những cái điểm này. Không vấn đề chi các bạn ạ. À, bạn thấy chỗ này là bạn thấy nó hơi giả đúng chưa? Tôi sẽ dùng Helin Rust tôi chấm lại. Nó sẽ hết giả ngay. Rồi, bây giờ cái phần dưới này thì cũng tương tự như phần trên, các bạn cũng sẽ dùng cho tôi công cụ là Bát kết hợp với Lon Stem và Helin Rust, nó cũng sẽ trở về cái bài toán như cũ. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Bạn cứ nhớ cái câu này trong khi phục chế là ổn. Đấy, xong tất cả. Và đây cũng vậy thưa các bạn, đây cũng vậy. Rồi, còn lại là chúng ta việc chấm bằng Helin Rust hoặc là Lostem. Nhưng trường hợp cái áo này thì sao? Áo bạn thấy là nó có cái sớ vải, do đó chúng ta phải khéo như thế này. Các bạn chọn như thế này, và hãy chọn song song với cái sớ vải này, mà phải canh cho cái sớ vải nó trùng nha. Mà thấy vậy là sai nè, mà canh như thế này thì sớ vải nó trùng thế này thì mới đạt được. Còn thả ra thì đúng cái sớ vải. Tương tự thế này cũng vậy, chúng ta canh cho cái sớ vải nó giống đây, cái sớ vải nó giống thế này thì bạn buông ra nó mới ổn được. Ở đây cũng thế, chúng ta sẽ kéo theo cái phương phương ngang lên trên, ta canh cho cái sớ vải nó vô đúng chỗ.
Các bạn thấy tất cả đều đã ổn. Đây cũng vậy nha. Tương tự đây cũng thế. Và ở ngoài này thì quá dễ thưa các bạn, phía ngoài thì quá dễ. Ta chỉ quan trọng những phần bên trong này thôi. Như trường hợp này chúng ta sẽ kéo như thế này. Để cho nó song song như đây. Ta cho song song như chỗ này. Đây cũng vậy, song song với phần trên đây. Thì các bạn đã xử lý xong phần áo. Và nhiệm vụ còn lại là của các bạn hãy chấm những cái điểm rất là dễ thôi. Còn những điểm rất là dễ, chúng ta chỉ dùng Heolin Rust. Chúng ta chỉ chấm sơ sơ chút xíu là coi như xong. Không có gì làm khó được các bạn cả. Cái việc chấm đây, chúng ta click vào những điểm thế này. Đây chúng ta sẽ click vào đây. Các bạn phải cần hai đặc tính sau đây, một là chịu khó và thứ hai là phải sáng tạo thì các bạn mới có thể tạo ra những cái tác phẩm đẹp được. Còn nếu như chúng ta không chịu khó thì chúng ta sẽ làm những tác phẩm phục chế sẽ không có đẹp. Cho nên những trường hợp này đòi hỏi sự kiên nhẫn và chịu khó mà thôi. Chúng ta chấm từ từ thì các bạn sẽ cũng hoàn tất xong tác phẩm. Và tôi sẽ nhường lại công việc này dành cho các bạn. Và các bạn hãy thực hiện thì các bạn sẽ được như cái hình mà tôi làm trên màn hình đây. Chúng ta hãy xem lại từ đầu. Chúng ta sẽ để cái hình đầu tiên đây. Hình này bé lại để cho nó dễ thấy. Đây chúng ta nhấn F12 trên hình này. Đó, các bạn thấy ban đầu như thế này thì sau khi làm một hồi thì chúng ta sẽ ra đẹp như thế này mà không bị mất tất cả chi tiết mà cái ảnh nó không có giả. Còn trường hợp như cái ảnh ban đầu. Như cái ảnh mà của người đẹp mà ôm con chó kiển này thì cũng tương tự thế thôi. Thì các bạn cũng phải làm tương tự y hệt như vậy. Nhưng mà cái gãy gấp nó hơi khó chịu hơn chút xíu thì bạn cũng dùng là bắt tôn trước bạn khử từ từ. Hạn như trong trường hợp này chúng ta cái khử từ từ. Chúng ta cũng sẽ khoanh những chỗ này như thế này. Thôi chúng ta khử như thế này. Thì từng bước một thì chúng ta cũng sẽ phục chế được cho tấm ảnh này nó trở về hoàn hảo. Đó thì nó không khó gì cả. Thì các bạn hãy làm từ từ thì sẽ xong thôi. Thì cái việc này công việc sáng tạo tôi không thể nào dành cho bạn được. Thì các bạn hãy chịu khó luyện thêm.